Hoa sĩ Hồng trả lời ngài thế nào? Cô ấy không thể bỏ lại người cha đau ốm mà vào cô Hoa Quân. Ta sẽ thay cô chăm sóc cho ông ấy. Ta sẽ chăm sóc cho cha cô thật tốt, để cô không còn phải bận tâm nhiều như vậy nữa. Vậy chung xin quân. Ta cũng đã yêu cầu ngự y điều chế thuốc đó cho cha cô rồi. Đa tạ điện hạ, đa tạ ngài. Sao lại nhìn ta chứ? Ta cũng sẽ lấy hết dũng khí của mình. Phong ấn của Mai Dương bị phá vỡ vào ngày tổ chức lễ cầu mưa. Từ ngày ấy, hoàng tử Chu Giang có luôn đi khắp nơi tìm kiếm Mai Dương. Vậy là mình sắp hết thời gian rồi sao? Phải nhanh chóng kết thúc mọi việc. Phải mau chóng phục chế bức tranh của tiền đế. Người có một tháng,